Di chuyển và có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 6, câu lạc bộ Viettel đã có buổi tập đầu tiên tại sân tập Phú Thọ sau đó một ngày. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Beji Won tập trung vào việc tạo ra sự kết nối giữa các cầu thủ và các vị trí ở trên sân. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm của các cầu thủ chơi trên hàng công cũng là điều được đặc biệt quan tâm. Về mặt lực lượng thì đến hiện tại, nhà vô địch V-League 2020 chỉ có hai thủ môn tham gia tập luyện là Quang Thế Tài và Đoàn Huy Hoàng, do hai gương mặt còn lại vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ngoài ra, Cai Kê, Hữu Thắng và Trường Tiến Anh vẫn đang phải tập riêng, Thanh Bình, Giovane thì đang bị đau nhẹ. Chiều 22 tháng 6, theo kế hoạch, câu lạc bộ Viettel sẽ tiếp tục có thêm một buổi tập nữa trên sân tập Phú Thọ. Tuy vậy, thời tiết mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho buổi tập bị hủy. Các cầu thủ duy trì việc tập gym trong khách sạn. Trận ra quân của Cơn Lốc Đỏ tại bảng Y AFC Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 6, gặp đối thủ đến từ Lào, Young Elephants. Trong khi câu lạc bộ Viettel đang ráo riết chuẩn bị cho đấu trường châu lục, thì đội trưởng của họ là trung vệ Bùi Tiến Dũng lại sẽ vắng mặt ở giải đấu này do chấn thương. Ở diễn biến mới nhất thì ca phẫu thuật chấn thương của cầu thủ 27 tuổi đã diễn ra thành công. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, ca phẫu thuật chấn thương háng của trung vệ Bùi Tiến Dũng đã diễn ra thành công tại Singapore. Vào ngày 23 tháng 6, cầu thủ 27 tuổi sẽ có thêm một buổi kiểm tra nữa. Nếu tình hình sức khỏe ổn định, Tiến Dũng sẽ về Việt Nam một ngày sau đó. Trung vệ đội trưởng của Viettel sẽ cần từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng tập hồi phục thì mới có thể trở lại thi đấu. Cũng vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương thành công còn có hậu vệ Lê Văn Xuân. Ca phẫu thuật dây chằng chéo trước đầu gối trái của cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội diễn ra tại bệnh viện Vinmec. Hiện tại, cầu thủ 23 tuổi sẽ được giữ lại bệnh viện để theo dõi trong khoảng 1 tháng. Sau đó anh sẽ được chuyển sang trung tâm PVF để tập hồi phục trong vòng 7 tháng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, Văn Xuân có thể trở về tập luyện cùng các đồng đội vào đầu mùa giải 2023. Chuyển sang các tin tức thể thao đáng chú ý khác. Sau khi giành huy chương vàng ở nội dung đơn nam SEA Games 31, tay vợt Nguyễn Đức Tuân nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Và ở giải vô địch Đông Nam Á, anh cũng được xem là cây vợt chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đáng tiếc vận động viên quê Hải Dương đã không thể tham dự. Do gặp phải chấn thương, vận động viên Nguyễn Đức Tuân đã không thể cùng các đồng đội lên đường ra Thái Lan tham dự giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á. Giải đấu diễn ra từ ngày 22 đến 29 tháng 6. Để thay thế nhà vô địch SEA Games 31 nội dung đơn nam, ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã đăng ký tay vợt Nguyễn Văn Huấn. Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý của bóng đá quốc tế. Ở thời điểm huy hoàng cách đây nhiều năm, trong đội hình của Arsenal có một nhân tố rất quan trọng, đó là Patrick Vieira. Giờ đây trong công cuộc tìm lại ánh hào quang xưa, pháo thủ tiếp tục đặt niềm tin vào một tiền vệ khác cũng có họ Vieira. Arsenal đã chính thức sở hữu Fabio Vieira với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Để làm được điều này, pháo thủ đã trả cho Porto số tiền chuyển nhượng 30 triệu bảng và con số này sẽ tăng lên từ 4 đến 5 triệu bảng tùy thuộc vào số trận đấu của Vieira cũng như thứ hạng mà Arsenal giành được tại Premier League mùa tới. Trước khi gia nhập pháo thủ, tiền vệ 22 tuổi Vieira đã có 54 trận đấu trong màu áo Porto